Ở đây đều cầu chúng ta là tính giá trị M. Để tính giá trị M thì chúng ta có biểu toán như sau. Khối lượng muối sẽ bằng khối lượng kim loại cộng cho 62 nhân cho. Đây hệ số bảo toàn E của N2O là số 8. Trong trường hợp này magie nhôm kẽm do đó có xuất hiện NH4 độ 3. Chúng ta cạn cộng cho 8 NH4 độ 3. Ở đoạn này là khối lượng muối nitrat. Chúng ta còn có khối lượng muối amoni nữa. Đó là khối lượng của NH4 độ 3. Ra vào, khối lượng muối đã có là 92,4, 94,2. Khối lượng kim loại người ta cho chúng ta là M cộng 62 nhân cho 8 nhân cho mol N2O là 0,1 cộng 8 nhân cho mol NH4 độ 3 cộng cho khối lượng NH4 độ 3 là 80 nhân mol. Như vậy nhiệm vụ chúng ta là hãy kiểm soát có NH4 độ 3 hay không. Như vậy để kiểm soát có NH4 độ 3 hay không thì chúng ta có mối liên hệ này giữa H ở độ 3 và sản phẩm khử N2O và sản phẩm khử NH4 độ 3 liên hệ với nhau. Đó là hệ số của N2O bảo toàn E là 8 cộng 2 nitơ trong này nữa là 10. Hệ số bảo toàn E của NH4 độ 3 là 8 cộng 2 nitơ trong này nữa là 10. Mol H2O3 bây giờ sẽ lấy 1,5 nhân 1 tức là bằng 1,5 mol. 10 mol N2O là 0,1 cộng cho 10 NH4 độ 3. Chúng ta đặt lợi ích đi, chúng ta kiểm tra ích bằng bao nhiêu. Em lấy 1,5, em trừ đi 1 là còn 0,5. 0,5 mà chúng ta chia cho 10 thì ích ở đây là bằng 0,05. Như vậy trong này có NH4 độ 3, chúng ta ráp vào. Đây là 0,05, đây là 0,05. Và khi đó chúng ta sẽ tính được M. Ở đây mình tính được kết quả là bằng 15,8 gram. Như vậy câu đúng bây giờ mình chọn là câu B.